Good morning. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với ITL Podcast, tiếng xuất bản vào 8:30 buổi sáng thứ ba và thứ năm hàng tuần trên kênh truyền thông nội bộ nhóm ITL Family. Các ITLers thân mến, không ai có thể phủ nhận được việc dành phần lớn thời gian trong ngày để ngồi. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể nào không ngồi. Nếu hiểu đúng thì ngồi là một tư thế thoải mái và đa dụng. Nó giúp chúng ta làm việc trong thời gian dài, xen lẫn với nghỉ ngơi. Một người có thể ngồi 7 đến 8 tiếng một ngày và vẫn có thể sở hữu cuộc sống chuẩn, lưng khỏe, khả năng vận động tốt nếu như họ ý thức được việc điều chỉnh cơ lưng lẫn dáng ngồi. Trong chủ đề podcast ngày hôm nay, hãy cùng giải oan cho tư thế ngồi và tìm hiểu cách để ngồi đúng nhé. Nội dung của chủ đề podcast ngày hôm nay sẽ là bí quyết ngồi 8 tiếng nhưng vẫn có một cuộc sống chuẩn. Hiểu đúng vì sao ngồi nhiều lại gây hại cho cuộc sống. Vai trò của đứng và ngồi trong cuộc sống của chúng ta đã thay đổi rất nhiều. Trước đây, khi đa phần các công việc vẫn đòi hỏi chúng ta phải luôn di chuyển và vận động, thì thời gian ngồi cũng chính là thời gian nghỉ ngơi. Lúc này, tư thế ngồi chúng ta sẽ là thả lỏng, không cố gắng giữ lưng thẳng. Điều này không gây hại bởi vì thời gian ngồi rất ngắn và chỉ có vai trò như là một phần giãn cơ. Thế nhưng, khi yêu cầu của công việc đã thay đổi, việc sử dụng máy tính khiến cuộc sống của chúng ta ngày càng phải dành thời gian cho việc ngồi nhiều hơn. Vô hình chung nó sẽ tác động lên hệ xương khớp và cuộc sống, bởi vì bạn dành càng nhiều thời gian cho việc ngồi thì nó sẽ càng tác động mạnh lên cơ thể của bạn. Thế nhưng, cách của chúng ta ngồi thì vẫn giữ nguyên. Ở giai đoạn trước, đứng là nghiêm túc, ngồi là nghỉ ngơi. Đứng hay di chuyển thì chúng ta vẫn thường phải chú ý giữ lưng thẳng thớm và điều chỉnh vóc dáng. Còn khi ngồi thì chúng ta lại thả lỏng và hướng đến sự thoải mái hơn. Chúng ta ưu tiên việc lựa chọn ghế có tựa và tay vịn để không phải tự mình giữ cơ thể ngồi thẳng. Giờ đây, khi ngồi đã trở thành nghiêm túc, chúng ta vẫn giữ thói quen cũ chứ chưa có sự điều chỉnh. Chỉ cần đặt mông xuống ghế, chúng ta sẽ nhanh chóng ngả người và tựa lưng ra sau, phó mặc cho bất cứ cái khuôn nào mà chiếc ghế tạo ra. Đây chính là con đường dẫn đến các cơn đau cuộc sống và những hệ quả khó lường khác. Ngoài ra thì đó còn có thể là việc bạn chưa quen với việc điều khiển lưng khi ngồi. Thật ra, tư thế đứng tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi để giữ lưng thẳng hơn, bởi vì khi đứng, chúng ta thường không có điểm tựa xung quanh. Vì vậy, hệ thống cơ buộc phải hoạt động để giữ thăng bằng. Và bởi không có điểm tựa, đứng thẳng là một phản xạ tự nhiên, chúng ta không cần cố gắng vẫn có thể thực hiện được. Tuy nhiên, ghế ngồi thì có tựa và có tay vịn nên cơ thể của chúng ta không có nhiều động lực để rèn luyện phản xạ ngồi thẳng. Vì thế, chúng ta thường không có được kỹ năng điều khiển các cơ lưng để giữ tư thế chuẩn khi ngồi. Vậy làm sao để có một dáng ngồi chuẩn cho cuộc sống? Có 3 cách sau đây mà bạn có thể làm. Cách đầu tiên là tập các bài bổ trợ cho lưng. Đây là những bài tập đơn giản mà bạn có thể tập ngay tại nhà để giúp chúng ta tăng cảm nhận và điều khiển cơ lưng tốt hơn. Bạn hoàn toàn có thể dành 15 phút mỗi ngày để tập các bài cơ lưng này. Ví dụ như bài kéo dây kháng lực. Bước 1, bạn đưa hai tay thẳng về phía trước, cầm dây ở vị trí bình thường, không căng giãn. Bước 2, giang hai tay sang ngang và nhớ là giữ khuỷu tay thẳng. Bước 3, đưa tay về vị trí cũ và lặp lại động tác. Nếu thấy lực kéo của dây quá yếu, bạn có thể thay đổi vị trí cầm dây của mình, đưa hai tay gần nhau hơn để tăng lực kéo. Bài thứ hai là bài giãn lưng. Bước 1, bạn đổ người ra sau, tựa vùng hông lên ghế hoặc là thành giường. Bạn có thể dùng gối đệm để cho đỡ đau, thả lỏng người lên trên ghế và giường. Bước 2, bạn giữ lưng thẳng, từ từ nâng phần thân trên lên để cả người nằm trên một đường thẳng. Bạn có thể dùng tay để hỗ trợ nếu thấy động tác trên quá khó thực hiện, hoặc là giơ hai tay lên cao để tăng độ khó cho bài tập. Bài thứ 3, siêu nhân. Bạn nằm úp trên giường hoặc sàn, thả lỏng cơ thể, duỗi hai tay thẳng về phía trước, cố gắng nâng hai tay, hai chân lên khỏi mặt đất bằng cách ưỡn người và cong lưng hết mức có thể. Nhớ rằng bài tập này tập trung vào lưng chứ không phải là vai hay chân nhé. Sau đó bạn thả lỏng và về lại vị trí cũ rồi lặp lại động tác. Cách thứ 2 để giúp bạn có một cuộc sống thẳng hơn, đó là không dựa dẫm vào các loại ghế tựa. Đây có lẽ là một điều khó khăn khi mà các loại ghế văn phòng ngày nay đa số đều trang bị tựa lưng, thậm chí là tựa tay, tựa đầu và còn được cuốn theo những đường cong của cuộc sống. Thế nhưng việc tựa lưng chỉ phù hợp cho những giai đoạn nghỉ ngắn, tầm khoảng 5 phút, bởi vì chúng không giúp chúng ta rèn luyện một chiếc lưng khỏe hơn. Nếu phải làm việc 8 tiếng một ngày, bạn có thể chia ra những khoảng 30-45 phút ngồi không tựa lưng, sau đó nghỉ có tựa lưng khoảng 5 phút rồi nghiêm túc trở lại. Sẽ tốt hơn nếu bạn có thể xen kẽ vào một vài phút đứng dậy và đi dạo quanh văn phòng. Cách thứ 3 để bạn có thể giúp cho cuộc sống của mình thẳng hơn, đó là sắp xếp lại chỗ ngồi làm sao cho tối ưu. Dưới đây là một vài mẹo nhỏ mà bạn có thể cần phải lưu ý. Nếu như bạn làm việc với máy tính hàng ngày, hãy nâng máy tính lên ngang tầm mắt của mình để đảm bảo cho đầu chúng ta không cần phải quá cúi hay là quá ngẩng lên trong thời gian dài. Bạn đảm bảo rằng chữ và hình ảnh hiển thị trên màn hình đủ lớn, làm sao cho khoảng cách đến mắt phù hợp để có thể đọc một cách thoải mái. Khi bạn đặt tay lên bàn để gõ phím hay là viết,
thì cánh tay và cẳng tay nên tạo thành một góc 90 độ. Bàn chân cũng nên có vị trí nghỉ để không phải buông thõng, có thể là vừa ngay mặt đất hoặc là có chỗ kê chân riêng hoặc là kê chân lên ghế. Hy vọng rằng chủ đề podcast ngày hôm nay đã mang lại nhiều ý nghĩa tích cực để các ITLers có thể áp dụng vào cuộc sống và giúp cho cuộc sống của các bạn có thể ngày càng trở nên khỏe mạnh hơn. Hãy lắng nghe, suy nghiệm và để lại bình luận cũng như chia sẻ những cảm xúc mà bạn nghĩ về podcast của chúng tôi để có thể giúp chúng tôi hoàn thiện podcast hơn nhé. Hẹn gặp lại các ITLers trong những podcast tiếp theo. Bye bye!